tiếp chấp 419 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nghe thấy ta nói hứa thất an thắng, biểu cảm kinh ngạc của quốc sư không phải giả vờ, chứng tỏ cô ấy không có đủ lòng tin với giao dịch này. Nghĩ đến đây sở nguyên chân cũng chấp tay lại nói, trước khi Lý Diệu chân phá vỡ kim thân, sẽ không khơi dậy thiên nhân chi tranh, quốc sư có thể yên tâm rồi. Nói rồi hắn cũng cáo từ rời đi, khoảng một lúc sau quýt mèo nhảy đến chỗ giả sơn bên hồ mà thở dài. Ta không ngờ hắn có thể làm đến bước này lão tại giả sơn đối diện với lạc ngọc hằng mà trầm giọng nói xem ra suy đoán của ta là đúng cơ thể của hắn giấu bí mật hôm đó hắn thoát từ trong mộ ra nói có thể chiến thắng cổ thi là dựa vào tay sau mà dám chính để lại ha ha hắn tưởng ta chỉ là đạo sĩ địa tông bình thường ta giả vờ tin lời quỷ quái của hắn sau đó ta phát hiện kim cương thần công của hắn tiến bộ thần tốc thì càng thêm tin chắc do đó ta thuận nước đẩy thuyền xúi dục hắn ra tay muốn xem thử kim cương thần công của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, không ngờ hắn chủ động đòi thanh đan, đồng thời đẩy thần công đến tiểu thành, Lạc Ngọc hằng sóng mắt lưu chuyển, biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú Quýt Mèo mà hỏi, ngươi có suy đoán gì? Quýt Mèo trầm ngâm nói, dám chính điểm danh để hắn tham dự đấu pháp, thật sự là quá cố ý, giống như chuyên môn để hắn tìm cơ hội học được kim cương thần công, ta nghi ngờ bí mật trong cơ thể của hắn có liên quan đến Phật môn, Lạc Ngọc hằng lập lại, Phật môn Quýt Mèo giơ lên móng vuốt cười nói, "Sư muội à, Hứa Thất An không những thân mang khí vận kỳ lạ, còn là Phật tử Phật môn, giờ muội không quyết định, sau này người ta chưa hẳn bằng lòng song tu với muội." Lạc Ngọc Hằng trừng mắt hỏi, "Hình như ngươi rất vui?" Quýt Mèo thản nhiên nói, "Bí mật trên người Hứa Thất An càng nhiều, chứng tỏ hắn càng không thể nào là người thường, tương lai phần thắng giúp ta đổ ma càng lớn." Lạc Ngọc Hằng khóe miệng liêu một cái, "Ha ha" một tiếng, những lợi ích đạt được trên người hắn đều phải trả giá sư huynh huynh lạc quan sớm quá rồi. Quýt mèo nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, hai, đều là nợ hồ đồ, mong tương lai sau này lúc tính có thể an nhàn vượt qua. Tiếp đó lão cười đều cha nói, đến lúc đó thân là đạo lữ của hắn, sư muội phải giúp hắn đấy, lạc ngọc hằng theo bản năng gật đầu, ta đương nhiên. Sau đó tỉnh ngộ lại, cả giận nói, ai là đạo lữ của hắn, hút. Cùng lúc này ở bên phía hoàng cung, tiểu thái giám chạy chậm sông vào tầm cung của hoàng đế mà hưng phấn hét lên, bệ hạ đại hỉ đại hỉ a lão thái giám không mấy vui vẻ cười lạnh là sở nguyên chân thắng rồi phải không ha thắng rồi thì sao chẳng qua là thêm ba chiều tiên cơ khoảng cách giữa nhị phẩm và nhất phẩm không phải như vậy là có thể bù đắp được tiểu thái giám một mặt hưng phấn trả lời bệ hạ thiên nhân chi tranh không đánh nhau bị hứa ngân là ngăn cản rồi nguyên cảnh đến nghe vậy liền có một chút chấn kinh vội vàng truy vấn chuyện này là sao nói thật nghe xem tiểu thái giám lập tức đem thông tin thị vệ truyền đến báo cáo với nguyên cảnh đế lão thái giám nghe xong đầu đuôi sự việc liền cười nịnh nọt nói lại xảy ra chuyện như vậy như vậy bệ hạ không cần lo chuyện của quốc sư ai dồ hứa ngân la lợi hại thật đấy tự nhiên khiến người ta an tâm nói xong lão thái giám phát hiện nguyên cảnh đế sững sờ ngẩn người không biết tại suy nghĩ cái gì nguyên cảnh đế trong mắt khẽ nhúc nhích khôi phục linh quang từ trong trầm tư thoát khỏi hắn tựa như cùng lão thái giám nói chuyện tựa như tự lẩm bẩm chấm nhớ năm đó trấn bắc vương cũng không bằng hắn lão thái giám cùng tiểu thái giám lập tức cúi đầu không dám phát biểu ý kiến ở phía bên kia nhóm kim la tâm tình phức tạp trở về nha môn đả canh nhân khương luật trung nghĩ nghĩ rồi nói biểu hiện kỳ dị của hứa thất an có cần đi nói với ngụy công không nam cung thiện nhu cười lạnh nói nói với ngụy công làm gì thay hứa thất an đòi sủng ái à biểu tình như điêu khắc quanh năm không thay đổi dương nghiên thản nhiên nói nói về biểu hiện thần kỳ của hắn không sao. Nhóm Kim La sau đó cũng lên đến lầu 7, Ngụy Uyên vẫn như cũ đứng quay lưng bảo, "Về rồi à, khoan hãy nói ta biết ai thắng, để ta đoán xem." Dừng một chút, hắn nghiêng mặt lại mà phân tích, "Lý Diệu Chân Tân tấn tứ phẩm, căn cơ chưa vững, đạo tu hành của Sở Nguyên Chân kiếm đi đường tắt. Hai người vốn nên cân sức, nhưng ta nghe Hứa Thất An nói, Sở Nguyên Chân tự sáng lập ra dưỡng kiếm ý, tam tất thanh phong tàng trong khiếu nhiều năm không ra." Ta cảm thấy nếu sở nguyên chân rút kiếm hắn vừa nói đến đây bỗng dương Nguyên tằng hắng một tiếng cắt ngang ngụy uyên ánh mắt sắc bén hỏi có chuyện dương Nguyên chấp tay lại do dự nói cái đó ngụy công hứa thất an ra tay ngăn cản thắng thiên nhân chi tranh ngụy uyên nghe xong liền không khỏi sừng sốt hỏi lại ngươi nói gì khương luật trung liền nhanh chóng đứng ra trả lời thay giờ mậu sáng nay hứa thất an cưỡng chế can thiệp thiên nhân chi tranh hẹn chiến hai đệ tử đạo môn buông lời chỉ có thắng hắn mới có thể tiến hành thiên nhân chi tranh, tuy dựa vào phép thuật nho ra, nhưng hắn đúng là đã đánh bại hai cao thủ tứ phẩm. Ngụy Uyên thật lâu không cách nào bình tĩnh, sau đó giải thích về trận phân tích vừa rồi, "Ồ, đây là điều ta không nghĩ đến." Nhóm Kim La thấy hắn như vậy thì vội vàng quay mặt sang chỗ khác mà cười thầm, "Ngụy công còn ở đó phân tích nữa." Ngụy Uyên sau đó đảo mắt qua đám người rồi bảo, "Lui xuống đi, bổn tọa xem sách, cần tịnh." Chúng Kim La quay người đồng thời Ngụy Uyên nâng bút, xoát 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 viết mấy mảnh giấy, sau đó gọi lại viên đến phân phó, đưa đi cho mấy vị kim la. Dẫm xuống từng bậc thang, Khương Luật Trung cười ha hả mà nói, he he he, hiếm khi nhìn thấy Ngụy Công xấu mặt, tự nhiên thoải mái ghê, Trương Khai Thái chỉ trích nói. Đều trách Dương Nghiên, chút chuyện cũng không nhịn được, bị Ngụy Công phát giác ra rồi, chúng kim la đồng thời cười ha 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 ra tiếng. Dương Nghiên nhàn nhạt, nhạt đánh giá, nhàm chán, Khương Luật Trung Dương Nghiên chờ kim la mới vừa xuống lầu, phía sau chuyển đến lại viên la lên mấy vị kim la chờ chút ngụy công có giấy muốn cho các vị nhóm kim la mờ mịt tiếp nhận vừa tiến hành nhìn giấy nợ từng cái ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ khương luật trung trợn mắt há hốc mồm ta phải tăng gác đêm một tháng lý do là ngày thường tự ý rời khỏi nha môn ta đâu có rõ ràng chỉ len lén chuồn qua một lần đến giáo phường tư nam cung thiện nhu khóe miệng co giật ta bị phạt ba tháng bổng lộc lý do là giày vò chết một tù nhân Trương Khai Thái càng thêm khó tin nói, ta bị phạt hai tháng bổng lộc, lý do là sở nguyên chân năm đó bại cho ta. Nay lại có chiến lực không thua gì ta, Ngụy Công cho rằng ta tu hành trễ nãi, nhưng ta đã là tứ phẩm đỉnh phong, nếu không có cơ duyên không thể nào tấn thăng tam phẩm. Nhóm Kim La sau đó đồng thời nhìn về phía Dương Nghiên, Dương Nghiên trong tay rỗng tuếch mà nhàn nhạt, nhạt đánh giá, ha ha, thật thú vị, ta không có giấy. Lúc này tại bên trên lầu 7, Ngụy Uyên đầu ngón tay đánh mặt bàn, tự lẩm bẩm, Kim cương thần công sánh với cơ thể tứ phẩm. 2. Hứa thất an à hứa thất an. Ngụy Uyên than nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy phân phó, chuẩn bị xe, bổn tọa phải đến tư thiên giám một chuyến. Buổi trưa tại hứa phủ, Tô Tô ngồi bên cạnh giường thấy hứa thất an tỉnh dậy liền mỉm cười nói, ngươi tỉnh rồi, hứa thất an gật gật đầu, ngồi dậy che lại cái chán. Duyên gì nói, ta ngủ bao lâu rồi, chắc là không lâu lắm nhỉ, đầu đau như sắp xé toạc ra, nhưng phản phệ nho ra này cũng còn được, có thể chấp nhận. Tô Tô nghe vậy liền xùy cười một tiếng, cái này gọi là còn được. Ngươi có biết mình lại chết qua một lần không? Hứa thất an chừng to mắt kinh ngạc. Ý gì? Tô Tô cau mũi một cái rồi nói, từ sau khi thiên nhân chi tranh kết thúc ngươi còn ký ức không? Không có phải không? Phản phệ của phép thuật nho ra khiến ngươi trực tiếp hồn phách ly thể rồi. Nếu trong 7 ngày hồn phách không thể quay về cơ thể thì ngươi lại chết nữa. May mà chủ nhân nhà ta lấy ân báo oán không so đo chuyện lúc trước, mang theo cơ thể bị thương cũng phải tìm lại hồn phách của ngươi. Nhìn ngươi đi, cô ấy xem ngươi là bạn. Ngươi lại đâm sau lưng cô ấy, hứa thất an nghe nàng ta mùm điêu đến đây liền không nhịn được mà dơ ra ngón tay đâm một cái, phốc một tiếng, tầng người giấy liền bị đâm xuyên. Tô tô quá sợ hãi mà che ngược lại, anh 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 chạy ra cửa kêu lên, la, chủ nhân, ngực của ta vỡ rồi, mấy phút đồng hồ sau. Hứa linh âm chạy vào, đến bên giường, tay bên trong cầm gặm qua một ngụm đùi gà, đưa cho hứa thất an nói, đại ca, huynh tỉnh rồi, ăn đùi gà này. Hứa thất an có chút ghét bỏ, muội lấy đâu ra đùi gà, sao trên đó toàn là nước miếng, tiểu đậu đinh nhảy nhảy. Lớn tiếng nói, he he he, trưa nay muội đặc biệt chừa cho huynh, sư phụ nói với muội chỉ cần ăn no cơ thể sẽ khỏe lại. Nói xong, nàng dựng thẳng lên tiểu lông mày mà giải thích nói, nhưng muội thèm ăn quá, nên len lén cắn một ngụ. Đại ca không để bụng chứ, hứa thất an giật lấy đùi gà mà cười lớn nói vốn dĩ để bụng nhưng muội thèm như vậy vậy thì huynh an cho đúng lúc này lý diệu chân từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào hứa thất an liền gọi diệu chân lý diệu chân mặt lạnh như băng nói ta cần lý do hứa thất an không giấu giếm trả lời đạo trưởng kim liên cầu xin ta giúp thù lao là một viên thanh đan ta không có lý do từ chối lý diệu chân cả giận hỏi ngươi biết thiên nhân chi tranh không thể ngăn cản tại sao còn nhúng vào ao nước đục này chẳng lẽ thanh đan quan trọng hơn mạng sao hứa thất an nói thầm trong lòng cô không hiểu trên người ta mang quá nhiều bí mật nâng cao thực lực là dũng khí để ta sống tiếp cậu ngoài mặt cười hỏi nếu thiên tông bảo cô giết ta cô có ra tay không lý diệu chân không chút do dự trả lời ta không nàng sau đó lại nghiêm túc nói cho hứa thất an nếu ta mãi không thắng được trưởng bối tông mô nhất định sẽ ra tay giết người tin ta giết ngươi đối với họ mà nói không có bất kỳ gánh nặng gì, nếu cần thiết, họ đồ cả tòa thành cũng không nhíu mày. Hứa thất an sợ hãi nghĩ, mẹ ơi, cảm giác thiên tông đáng sợ hơn tà giáo nữa. Tà giáo hoặc nhiều hoặc ít đều biết mình đang làm việc xấu nhưng thiên tông hoàn toàn là không có tình cảm. Cậu trầm ngâm nói, Diệu chân, sau này cô cũng sẽ biến thành như vậy sao? Lý Diệu chân sững sờ, nàng theo bên trong ánh mắt mệt mỏi kia thấy được lo lắng, trầm mặc nhìn nhau mấy giây, nàng gật đầu, đúng vậy.